Một chút tin tức ở nước Mỹ thì chúng ta thấy được là hôm nay ở Mỹ đã diễn ra những cái cuộc biểu tình, một bên thì ủng hộ ông Joe Biden, một bên thì ủng hộ ông Donald Trump, và hai cái lực lượng biểu tình này đã có những cái gọi là xung đột với nhau rất mạnh. Và như các bạn đã biết được thì cái cuộc chiến pháp lý giữa bên ông Donald Trump và Bộ Tư pháp của Mỹ đó, nó vẫn chưa kết thúc, và ông Donald Trump vẫn chưa chấp nhận kết quả bầu cử. Thì ở đây có những cái vấn đề đặt ra, đó là gì? Là phải chăng là ông Donald Trump bây giờ đang muốn thúc đẩy, kêu gọi biểu tình, thậm chí biểu tình trên 50 bang của nước Mỹ để làm gì? Để cố gắng là phủ nhận hoặc là cố gắng sẽ gạt bỏ cái kết quả của cuộc bầu cử này, tức là không công nhận cái cuộc bầu cử này, nhằm đấy giảm nhẹ gánh nặng cho những cái đại cử tri. Như các bạn biết là vào ngày 8 tháng 12 các đại cử tri, những người trực tiếp bầu ra tổng thống, thì người ta bỏ phiếu. Nếu chỉ cần ông Donald Trump không công nhận kết quả này và gọi là giống như là việc là tẩy chay cái bầu cử phổ thông này, thì lúc bấy giờ làm sao các đại cử tri sẽ không bị mang tiếng là người phản bội, không bị mang tiếng là phản bội nữa, thì có thể là sẽ có một vài hoặc là một vài chục người nào đó xoay chuyển được tình thế khi người ta bỏ phiếu ủng hộ cho ông Donald Trump. Đấy có thể là một cái đường đi của ông Donald Trump, đúng không? Đây có thể là một trong những cái đường đi của ông Donald Trump thôi. Thì mặc dù là ông Donald Trump thắng hay ông Donald Trump thua, thì chúng ta cũng biết một điều là gì? Là ai nên làm tổng thống nước Mỹ thì chắc chắn tôi tin rằng những người đó thì đều phải cố gắng làm việc để phục vụ lại quyền lợi của nước Mỹ. Tuy nhiên, cái việc đấy mà nước Mỹ mà phải chia rẽ giữa người dân với nhau chỉ vì xem ai làm tổng thống, hoặc là mặc dù là bây giờ dịch ở bên Mỹ nó rơi vào khoảng hơn 200.000 người nhiễm Covid một ngày, một cái sự khủng khiếp của nước Mỹ. Có thể là các bạn thấy được rằng là gì, là hiện nay cái số người chết so với số người nhiễm đấy nó sẽ giảm xuống, nó khoảng 1.500 người chết một ngày thôi, và nó đã giảm so với lại trước đây rồi. Trước đây chỉ 3-4.000 người một ngày nó đã khủng khiếp rồi, nhưng bây giờ là hơn 200.000 người nhiễm một ngày. Thế nhưng các bạn hãy biết được người Mỹ bây giờ đang phải gánh chịu những cái điều gần giống như là ác mộng. Tại sao gọi là ác mộng? Bạn biết là nhiễm nhiều Covid như vậy mà không được đến bệnh viện, không được chăm sóc y tế, chỉ là vẫn cứ là mang thuốc trở về, bởi vì không có một hệ thống bệnh viện nào có thể đáp ứng nổi cái lượng người bị nhiễm nhiều như thế. Và đó là Mỹ đang hiện bây giờ. Tôi không biết ông có sống hay ông sẽ chết, nhưng cái cảm giác bị nhiễm Covid, bị ho do nhiễm Covid đó mà nằm ở nhà, thì đó đã là nỗi đau của người Mỹ rồi, đã là một nỗi đau khủng khiếp rồi. Thế mà họ vẫn cứ tiếp tục đi biểu tình, vẫn tiếp tục đi diễu hành hay là đấu tranh các kiểu, thì chúng ta thấy được nó là gì? Nó là một việc mà có thể nói là chỉ vì coi như là cái ghế của một cá nhân mà dẫn đến làm sao? Chỉ vì cái ghế của một cá nhân mà dẫn đến là rất nhiều mạng sống cũng như là sức khỏe của người dân Mỹ đã phải đặt ở trên cái nỗi đau. Vậy có cần hay không? Có cần quan trọng quá hay không? Bây giờ chúng ta có thể so sánh, ở Việt Nam cũng sắp diễn ra Đại hội 13, nhà nước vẫn bầu cử, đúng không? Và người dân chúng ta không hề mất đoàn kết, chúng ta vẫn đang chống dịch một cách thành công, vẫn đang ứng phó hết mình, vận toàn bộ các cái lực lượng rồi hệ thống chính trị để vào cuộc để mà ứng phó với lại bão lũ. Thì ở bên nước Mỹ cũng là một cuộc bầu cử mà cuối cùng rồi số lượng người nhiễm Covid cứ bị tăng lên. Tôi khẳng định với các bạn, nếu như ở Việt Nam mà chỉ cần nó rơi vào khoảng 5-7.000 người nhiễm một ngày thôi, thì các bạn cũng sẽ ngán ngẩm và nói thẳng một câu rằng là gì? Là tao chẳng cần bầu cử, tao cần là gì? Tao cần cái cuộc sống bình yên. Đó. Cho nên là rõ ràng ở đây đó, cái điều mà tôi muốn nói ra là gì? Cái điều tôi muốn nói ra là các bạn có thể thấy là người Việt Nam rất quan tâm đến bầu cử của Mỹ, người Việt Nam rất yêu quý ông Trump. Thế nhưng nên nhớ rằng tao quan tâm là bởi vì đó nó xảy ra ở nước Mỹ thôi. Ông Trump, tao thích ông Trump, nhưng tao thích ông Trump làm tổng thống ở Mỹ thôi, chứ tao không thích ông Trump làm tổng thống ở Việt Nam. Đây là cái mà tôi muốn trả lời cái đài gọi là Nửa Vòng Trái Đất TV, khi họ cho rằng là người dân Việt Nam quý ông Trump bởi vì ông Trump nói những điều họ muốn. Họ không muốn nghe Đảng Cộng sản nói những điều hoa mỹ nữa, mà họ muốn ông Trump nói thẳng, nói thật. Người ta thần tượng khi mà ông Trump bị thất bại thì gần như thần tượng sụp đổ. Thì chúng tôi muốn nói một điều, ok, người Việt Nam quý ông Trump không phải là vì ông Trump nói điều đúng hay phải, mà đơn giản ông Trump khen Việt Nam, ông Trump thích Việt Nam, và ông Trump bắt tay với Cộng sản Việt Nam một cách lồng nhiệt. Cái điều đó làm cho người ta cảm thấy thích ông Trump mà thôi, đúng không? Thế còn cái câu chuyện thích là một vấn đề, nhưng người ta chỉ thích ông ấy làm ở bên Mỹ, ông là tổng thống của Mỹ, chứ người ta không thích ông ấy làm tổng thống của Việt Nam, đúng không? Ông không bao giờ thích. Nên các bạn thấy được rằng ở Việt Nam đó có cái này, cái rất là kỳ của dân tộc Việt Nam nhá. Chúng ta rất mơ ước đội tuyển quốc gia của chúng ta có thành tích cao, chúng ta rất mơ ước đội tuyển quốc gia của chúng ta phải mạnh, phải thắng được tất cả các nước. Nhưng chúng ta muốn thắng bằng chính cái sức lực, bằng trí tuệ, bằng hình ảnh, đậm chất, tinh thần dân tộc. Đó là bởi vì tất cả các cầu thủ của chúng ta đều mang dòng máu Việt, chứ chúng ta không chấp nhận những cầu thủ nhập tịch, đúng không ạ? Thì cái đó nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là người dân Việt Nam có thể thích ông Trump, nhưng người dân Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận như ông Trump kiểu như làm tổng thống ở Việt Nam đó. Cho nên cái câu chuyện thích đó người ta chỉ thích ở đấy là bên Mỹ thôi. Tao giữa hai người này thì tao thích, đúng không? Giữa hai người này thì tao thích, chứ còn so lại với lại Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ có cửa. Chúng ta phải nói rõ với nhau như thế, chứ không thể đánh mập mờ là người ta thích ông Trump thì người ta không thích Đảng Cộng sản nữa. Ok, giữa ông Trump và ông Joe Biden thì người ta sẽ thích ông Trump, nhưng giữa ông Trump và Đảng Cộng sản người ta vẫn cứ yêu quý và thần tượng Đảng Cộng sản. Đó, nói cho Nửa Vòng Trái Đất TV khi mà này liên tục đưa cái gọi là diễn giả Đỗ Dũng lên để mà nói chuyện đó, thì đâu đó có một vài điều sai. Tuy nhiên tôi cũng đơn giản, họ chỉ làm kênh YouTube, đúng không ạ? Nên tôi chỉ muốn phản biện với lại các bạn một điều như thế.